Hi, xin chào mọi người, mình là Hayate. Hôm nay mình sẽ quay Minecraft One Piece tập 1 nha. Để xem nhạc kinh dị đấy, để mình đi. Ở đâu ta, ở đâu ta? À, nhạc âm thanh. Âm thanh rùng rợn. Hôm nay chúng ta sẽ tới sinh tồn tập 1. Mình thích người cá. Mình thích làm để mình không thích giống như mấy những YouTuber khác nên mình sẽ là chọn là Marinette. Mình thích dùng kim. Ok. Kỳ dị thế này. Biết tôi sợ ma cứ chơi cái nhạc này. Kỳ dị. Để xem nào. Mình chơi Minecraft không giỏi lắm nên mọi người thông cảm nha. Ủa tự nhiên có hai cái cúp nhỉ? Ok. À. Nếu mọi người thích xem Roblox cũng có thể qua channel của mình để xem nhé. Thành niên áo của năm. Tự nhiên cầm cái cúp. Ủa. Nani? Thư cấu nha. Chặt gỗ mà có táo. Trước tiên mình sẽ chế tạo bằng cái chế tạo để mình làm cái kiếm. Nó hơi lắc lắc nè. Mình chơi thì không chuyên nghiệp nên mọi người thông cảm. À, làm cái kiếm mà. À thôi khỏi đi. Đào thẳng xuống luôn. Cái này hay nè. Vì tập 1 nên mình làm không hay lắm nên mọi người thông cảm. À, nếu thấy hay nhớ cho mình một like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Nếu mọi người thích mình làm video này, share cái series này nữa thì nhớ bình luận comment ở dưới phim dưới để mình có thể có động lực để làm tiếp nha mọi người. Số mũi rồi. Tối thế nhỉ? Như đây đủ rồi. Mình sẽ đi lên thôi. Chặt gỗ là chỉ có một ít đó thôi đó. Mà tại sao mình chơi One Piece lại spawn trong rừng không phải trong ngoài gần biển nhỉ? Mọi người thích chế ác quỷ gì trong game này? Mình thì thích chế Goro. Nhạc hơi buồn, có gì mình sẽ ghép vô nhạc gì đó giật hồi. Coi giật thích hết. Lắc bạc. Để mình xem nào. À, lợn hải tặc đây. Ồ, hình như là cái mod này khá là hay. Biến là coi như máu y chang con đó luôn. Để mình xem ngoài hình nào. Còn lợn sát thủ. À, vì lắc nên mọi người thông cảm. Mà nên vì thế mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình để mình có thể mua cái dàn PC nào xịn sò hơn. Chơi là mượt cái đó luôn. Ơ. Mình cũng đang có một thắc mắc. Nếu như là mình là heo thì người mấy con zombie có bắt mình không? Bây giờ chúng ta chỉ là bước đầu thôi. Ý. Hình như mọi người có thấy thứ mình đang thấy không? Biển đúng không ta? Game này mình
test qua một lần rồi nhưng mà mình cảm thấy ít biển quá, tìm biển mà cũng khó khăn. Đâu rồi? À, nó đây rồi. Ấy chú chà. Sao trong rừng mà nhiều heo thế? Heo rừng à? Để mình xem map nào. Tôi om được. Làm người cá mình thấy có cái lợi là bay như điên. À không, đúng rồi, lên cân ngáo rồi. Ý ý ý ý bạn bè mà, bạn bè mà. Mình thì chưa biết cách cài skin nên thông cảm nha mọi người, nên skin hơi núp. Sao mặt nó tôi om om thế nhỉ? Hay à, đúng là một hành trình dài. Tiếng âm thanh thật là chân thật. Mình phải đi tìm biển mới được. Hình như là biển. Ủa? Why? Ồ, mình có thấy. Mấy bạn có thấy thứ mình đang thấy không? Mà nhìn nó hơi ghê ghê nhỉ. Ăn miếng thịt này. Kinh công. Kinh công. Ấy. À, đâu vậy? À. Em giỡn thôi mà anh. Thôi thôi. Thôi. Ngon te. À, ra biển rồi này. Rồi, hôm nay mình biết đặt tên là gì rồi. Mong là cho chết quỷ. Mà mình làm gì có vàng. Mình phải keep inventory nha. Mọi người đợi tí. Sức mạnh. Ủa, tại sao lại có sức mạnh nhỉ? Ê. Hình như khu mình sống là khu của cướp biển. À không, khu có hải. Wow, well. Mọi người. Wow. Mình nghĩ hành trình có sắc hơi gian nan một xíu. Mình sẽ làm được hết. Đấy. À, thợ săn hải quân. Hợp lý liền. Ây à, ây à. Hơi khó nhỉ. Mình thì khá thích, rất thích về hải quân. À không, không, không. One Piece chứ, lo lo ngáo ngáo gì. Mình đâu làm, rối rối. Ủa, hình như mình làm hải quân nên không bị đánh à. Rồi, mình có một cái mẹo nho nhỏ dành cho các bạn. Nếu bạn làm hải quân thì bạn sẽ không bị gì hết. À hi 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 hi. Chúng ta sợ bị hành quá. Rồi. Rồi, mốt bạn chơi cái mốt này thì cứ chọn auto là hải quân thì cướp thuyền dễ như chơi. Đúng không ta? Ê, đúng rồi nè. Ủa, tại sao có sờ bao heo nhỉ? Theo mình thấy trong One Piece thì mình có cảm nhận là nguyên một cái trụ sở hải quân là một cái tiệm sở thú. Ví dụ như là Kizaru khỉ vàng, chó đỏ Akainu. Well.
đầu nha, ngon á. Cũng được, cũng được. Rồi đâu rồi? Thì quá trời cửa. Để mình xem nào. Tính làm cái gì ấy nhỉ? Không đủ rồi, không đủ rồi. Mình thấy thật là dễ dàng. Cái này là khỏi cần phải đi mai cũng có tiền này. Mình chỉ sợ nó rơi xuống biển thôi. Tiêu rồi, chơi ngu rồi, mất cục sắt ngàn ký rồi, alo ngàn cân rồi. Đúng là câu chuyện ngàn cân treo sợi tóc, quá hợp lý còn gì nữa. Để mình lấy cái này ra mình chia trắng cho nó. Đấy, đấy, đấy. Kìa, lắc quá, lắc là gì? Như là mình gần tới hai thuyền lận lời lắm luôn đấy. Ê, rồi sao lên, sao lên, rồi sao lên ta? À đúng là một chật vật đấy, giờ tự nhiên có nguyên một bộ luôn nè. À, để mình tạo cái nào. Như đủ nguyên một bộ đúng không mọi người? Mình chơi ít chơi may giáp nên mình cũng không rõ lắm, mà mình nghĩ là đủ nguyên một bộ đấy. Đó, khá là thú vị. Còn thiếu gì không ta? À thiếu cái quần rồi, cái quần làm vậy đúng không ta? Quá đẻ rồi. Mình không biết cách lướt nhanh nên mọi người chỉ mình được không? Chứ mình cũng dở về cái việc này lắm. Rồi rồi là ngày mà em đi luôn. Mình lại quên mất một thứ quan trọng rồi. Mọi người có biết đó là cái gì không? Đó chính là, chính là cái giường. Vì sao? Vì không có giường thì chúng ta sẽ không ngủ, mà không ngủ là chúng ta sẽ không sex boy được. Mà không xếp boy được là coi như xác định là ở trong đó luôn, ở trong gần luôn á, ghê thật. Đấy, nãy giờ cực khổ. Y đúng là mình ngáo thật rồi, lên nè. Mình đã có ra rừng xanh không nhỉ? Đâu rồi? Chắc là lần sau mình sẽ đi may vàng để mà mở cái đống rương thơm tho. Ê, chơi ngu rồi. Đúng là quá ốc chó rồi. Khò khò. Quái vật. What? Quái vật ở đâu? Do you ở quái vật monster. Chắc nó rồi đó. Do you ở quái vật. Hình như trong game này sức mạnh chúng ta sẽ được tăng cao nhỉ? Một nhát thôi, một nhát thôi. Một nhát thôi. Đi ngủ. Vẫn không ngủ được. Khó chịu nhỉ.
Thì là hải quân là quái vật. Ủa, ở đâu còn gì nữa đâu? Hình như là bên này vẫn còn. Đúng rồi, trình độ bắt cua đó cao siêu thượng đẳng hơn rồi. Máy thím à. Mọi người có thích One Piece không? Mình thì rất là đam mê. Mặc dù mình bị ngu một tí. Hơi ngu thôi. Tối thế nhỉ? Con heo nè. Ha, có cúp đá không sai. Sai, ba cái đôi dớm. Mọi người có thể suy nghĩ một cái tên cho channel mình được không? Mình thì chấm 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 than chấm hỏi hỏi chấm số hưởng à, hay quá. À, mình mở thử cái rương vàng nhỉ, rương vàng thường là dễ ra hơn đúng không? Mọi người thấy gì không? Mọi người thấy gì không? Hình như là trái này bay được. Bay được không phải là mình khỏe à, nhưng mà mình sợ rớt xuống nước là mình khỏi lên luôn thì làm sao? Tốt nhất là chưa ăn, mà không ăn thì lại mất. Uổng lắm. Mình test nè. Rồi xong. Rồi xong. À. Đầu bếp, đầu bếp. Anh đầu bếp. Ủa. Nó đánh được mình à? Bình tĩnh nha. Xúc hết đám này luôn. Mày nè, mày nè, mày nè, mày nè, mày nè. Sao mà nó đông thế nhỉ? Sát thủ trong đêm tối. Sát thủ với khuôn mặt á. Chết 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 thôi, em sai rồi, em sai rồi. Mau xin lỗi em đi. Mày nha mày. Quánh cho không chịu phát nào, từ từ ăn cái đã tính sau. Ghê quá. Sợ con nào bay ra cái là xác định luôn. Mình thì lại sợ. Hết hồn. Hết hồn trên hồi thôi, thôi, thôi. Em sợ ma. Tôi sợ ma rồi, thôi. 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 Tôi bảo thôi đi, tôi sợ ma làm hết hồn giật cho mình. Chết à. Bí sứ à. Ôi, mình nói vậy thôi chứ không phải BD nha. Mình có một cái account trong Roblox. Mọi người thích thì có thể kết bạn với mình. Mình tên là Minh Đức 4545 đó. Mình tên Đức chứ không phải tên Minh đâu. Mình thấy là lạ lắm. Đặt tên Minh Đức mà lúc nào cũng đứa nào cũng kêu là anh Minh, anh Minh. Mình có phải Minh Mama không? Ôi trời, sắp sáng rồi nhỉ. Giờ sắc mình là vô biên, mình chỉ thiếu vàng thôi. Game này chỉ quan trọng là vàng. Giờ mới thấy ích lợi của vàng. Hơi đi ngủ nhỉ. Này đúng là cướp thiền không tốn một giọt máu. Chỉ tốn một ít huyết mà thôi. Huyết. Biết mọi người nghe rõ không? Rồi. Ngủ được không ta? Rồi không được luôn. Tự nhiên bắn tôi ăn luôn. Giờ bạn sao, bạn làm sao? Ơi chơi ngu rồi, chơi ngu rồi.
Ủa, tại sao mình lại có cái kiếm nhỉ? Kiếm quay vậy mọi người? Nếu mọi người biết hãy comment ở phía dưới luôn nha. Nói chung là cứ comment đi cho mình đỡ cô đơn, buồn lắm. Quánh mày, quánh này, bỏ nghe chưa? Được rồi, được rồi, không được rồi. Dọn dọn đi. Mà hình như có chai này là dễ farm thì phải. Này làm sao? Ồ, nghe có vẻ ngầu ấy nhưng mà lại không bay được. Mình đang suy nghĩ. Ồ, thế là bét luôn rồi hả? Đúng không? Vậy là hả? Hết game à? Cái gì vậy? Mình màu hồng là nam tính nha. Anh khăn hoàng màu đỏ chứng tỏ yêu em. Màu đỏ chứng tỏ yêu em đúng không anh? Đúng không anh? Để mình xem nào. Bắn đi. Ăn hệ Logia là khỏe lắm. Mình lại muốn có Goro cơ. Cái này đúng là khó xuống. Trả thủ lễ gỗ. Ơi. Vì mình đã ăn hệ Logia nên mọi người không cần phải thắc mắc gì sao mình không bị sát thương, không phải chơi ăn gian đâu nha. Đó là do ăn hệ Logia thôi. Lợn này. Ý mọi người thấy gì không? Tiếc à? Trời 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 trời. Quánh. Đi ghê hết rồi, để đại ca xuất chiêu coi. Xuất chiêu. Ủa? Rồi sao đánh? Rồi sao luôn? Rồi sao? Thôi từ bỏ đi. Phát mét. Why? Từ từ. Lấy cái nào đào cho nhanh. À. Cho mày luôn, cho mày hết á. Giọng đi, cán giọng ăn gì ăn được hết đi. Nó đâu rồi nhỉ? Sắt. Rồi. Công nhận mình thích cái kiếm màu xanh vậy. Dễ sợ luôn. Mặc dù không biết nó là của ai. Mà chắc là xịn đấy. Để mình vứt lại mấy thứ linh tan tinh. Chưa bao giờ chơi cái này hay dễ như vậy. Tí nào. Mình cũng phải la liếm một chút chứ nhỉ. Ủa, lấy chưa? Đi rồi, đi. Mình sẽ sắc xanh. Mình cũng giới thiệu mình là một người không bao giờ vòng vo, không bao giờ nhiều lời. Một người nhiều. Vì vậy cho nên một người nhiều lời là một người không nói nhiều. À, một người nhiều lời là một người nói nhiều, còn một người không nhiều lời là một người như mình, ít nói. Mà một người ít nói là một người không nhiều lời, vì thế cho nên chúng ta không nên nhiều lời. Mấy quay ngủ chưa vậy? Tỉnh dậy nha, dậy nha, không được à. Chơi kỳ lắm á. À, mọi người có thấy cái câu này quen quen không? Của một YouTuber đấy. Chắc mọi người cũng biết rồi. Funny Gaming. À không, Funny TV. Ở Funny thôi, anh Funny đấy. Thích ảnh lắm, chơi nắc như đúng rồi. Chắc video cũng sắp dài rồi nhỉ. Hôm nay mình chỉ cướp tới đây thôi.